trên đó luôn trời.
hay là hỏi đến người phòng làm hết hết trước rồi
lấy đi là lấy đi. Uống thứ ba đi vậy. Thank you.
luôn. Bốn người ạ. Không.
Thank you.
xuống. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mày 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 m